Mình lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Hôm nay thì mình tiện có con xe Lít đời 2012 này đến sửa, thì mình cũng đã hẹn với anh em rồi, mình sẽ chia sẻ với anh em về cái tác dụng của cái con điện trở này để làm gì, mà một số anh em cũng đã hỏi mình, đúng không ạ? Đấy thì mình cũng chia sẻ cái hiểu biết của mình với trình độ là một người thợ như tất cả anh em thôi, thì mình biết đến đâu mình chia sẻ đến đó. Đấy, còn trong quá trình mình chia sẻ thì có cái điều gì sai sót thì mong anh em cũng thông cảm nhé. Đấy thì mình vẫn nói rồi, mình chia sẻ với anh em là với trình độ của một người thợ sửa xe như anh em thôi nhé. Thế còn mình không phải giáo viên. Đấy, và cái trình độ của mình dừng lại cũng chỉ là trình độ của một người thợ thôi. Đấy, cho nên là cái chia sẻ của mình nó không được chuẩn như là những cái người giáo viên, người ta chia sẻ, người ta giảng dạy, cũng như là cái trình độ sư phạm của người ta có, đúng không ạ? Đấy thì mình hôm nay mình cũng đấy nói là tiện có con xe này thì nó có cái con điện trở như vậy, thì mình thấy có những anh em cũng đã hỏi mình thì mình cũng chia sẻ cái sự hiểu biết của mình với anh em nhé. Thì trước tiên anh em phải thấy là cái con điện trở này là nó nằm ở cái mạch nào. Đấy, đúng không ạ? Thì về mình cho lùi ra đây để mình cho anh em tham khảo cái sơ đồ mạch điện trước đã nhá. Đây. Đây, sơ đồ mạch điện của cái con xe Lít đời 2012 thì anh em vì sách của mình toàn mạch lẻ, anh em xem nó dễ lắm. Anh em nhìn này, mạch khởi động của cái xe con xe Lít đời 2012. Đấy. Xe phân khối 110 thì anh em nhìn thấy cái con điện trở kìa. Đây. Anh em, để mình lấy cái tôi biết mình chỉ cho anh em này. Anh em nhìn cho mình cái con điện trở đây này. Đấy. Thì khi mà ta bóp công tắc phanh, đúng không ạ? Điện dừng ắc quy thì chắc chắn là phải đi qua dây le chính rồi. Đây anh em nhìn cái điện dừng ắc quy nó đi rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đi qua dây le chính này, đi qua cầu chì 10A này, sang dây đen sọc nâu này. Đấy, khi ta bóp công tắc phanh trước hoặc công tắc phanh sau thì điện từ dây đen sọc nâu sẽ đi qua công tắc đèn phanh và sang dây xanh lục sọc vàng. Dây xanh lục sọc vàng này đưa sang công tắc đè. Và khi mà ta ấn nút khởi động công tắc đè đây thì điện từ dây xanh lục sọc vàng sẽ được đi sang dây trắng sọc xanh lục và đi về chân. Chân này là chân 29 của ECM. Đây chính là cái chân nhận tín hiệu đè, đúng không ạ? Vậy thì anh em nhìn thấy cái con điện trở nó sẽ nằm ở cái mạch này. Đấy, khi ta ấn nút đè thì điện vừa đi vào chân 29 của ECM, chân nhận tín hiệu đè, đồng thời nó đi ra cái con điện trở này. Thì anh em nhìn này. Đấy, vậy thì cái con điện trở nó nằm ở đây để làm cái gì? Đấy thì anh em phải biết là con điện trở nó nằm thì nằm ở cái mạch gì. Và đây mình có thể chia sẻ với anh em ở trên sơ đồ mạch điện thì nó nằm ở cái mạch tín hiệu đè nhé. Đấy, để anh em nắm được là cái vị trí, cái đường điện mà cái con điện trở này nó dẫn ra mát là cái đường nào, đúng không ạ? Đấy. Thì sách thì nhiều mạch lắm rồi anh em ạ. Đấy, rất là nhiều mạch lẻ. Anh em có nhu cầu sách thì vẫn cứ alo cho mình nhé. Đấy. Rất là nhiều, riêng Honda 3 quyển sách này cơ. Đấy, vì Honda nhiều xe lắm mà mỗi một xe là mạch lẻ nên là càng nhiều hệ thống điện thì lại càng nhiều mạch. Đấy, từ càng những xe có hệ thống ổ khóa thông minh Smart Key đến ABS thì nó càng nhiều mạch điện lên, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì mình đã cho anh em xem trên sơ đồ mạch điện là cái con điện trở này nó nằm ở mạch nào. Thì đấy thì anh em xem thì nó là nằm ở cái mạch tín hiệu đè nhé. Khi ta ấn công tắc đè thì nó sẽ điện vừa vào chân tín hiệu đè và dịch vừa ra cái điện trở này để đi ra mát. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái sự hiểu biết của mình về cái con điện trở này, đúng không ạ? Đấy. Thì mình chỉ nói đơn giản để anh em hiểu thế này thôi. Đây là bản chất của cái tín hiệu điều khiển đầu vào input. Cái tín hiệu đầu vào của cái ECM này này thì nguyên tắc là cái con xe Lít đời trước 12 đấy. Anh em thấy là những cái con xe mà nó không có chân chống điện đấy nhá. Nó có bốn cái dơ le ở bên hai bên này này. Đấy, rồi nó cảm biến góc này. Đấy. Để trước 12 thì mình cứ gọi nó đề là xe trước 12 đi nhá. Đấy, thì nó kích hoạt trạng thái đề ở mức thấp. Đấy, còn con xe đời 2012 này gọi là xe có chân chống điện này này. Có nghĩa là nó kích hoạt cái trạng thái đề ở mức cao. Nó khác nhau ở cái chỗ đó, và cái này là do cấu tạo phần cứng ở trong xe nhá. Đấy. Vậy ở đời xe này thì nó đã cải tiến rồi. Đấy, nó cải tiến rồi, nó bỏ một cái số cái dơ le đi, đúng không ạ? Nó bỏ một số dơ le đi rồi, nó bỏ cảm biến góc. Đời xe này không còn nữa.
đấy, vân vân, để cho nó gì đỡ tiêu tốn năng lượng. Bởi vì anh em biết là gì, khi mà nhiều dơ le lên thì cái cuộn hút của dơ le đấy nó cũng phải dùng năng lượng điện để nó duy trì một cái số cái dơ le đấy, đúng không ạ? Rồi là cảm biến góc đấy. Thế nhưng mà ở cái đời xe này thì nó bỏ đi một số dơ le rồi, bỏ cảm biến góc nghiêng đi này, vân vân, để cho nó gì đỡ tiêu tốn năng lượng này, rồi giảm chi phí, tiết kiệm hơn, và tất nhiên là gì, nó sẽ cái hãng nó sẽ lãi hơn, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà vì khi mà ta bỏ bớt đi một số thiết bị điện đó đi, thì cái ECM này, cái ECM đấy nó sản xuất hàng loạt rồi, nó còn rất nhiều đấy, mà phần cứng thì nó đã đổ keo tất cả rồi, nên nó không thể cậy ra để mà nó chỉnh sửa cái hàng loạt cái ECM còn như vậy nữa. Đấy, nó rất nhiều ECM nó vẫn còn đấy, nhưng mà nó không thể nào nó cậy từng con ECM nó chỉnh sửa cái phần cứng ở bên trong đấy. Vậy thì mà vẫn để sử dụng được cái phần cứng của cái con xe ECM của những con xe lít mà đời có chân không có chân chống điện này, dùng 4 dơ le như vậy, mình cứ gọi là đời trước 12 đấy, thì nó phải sửa cái phần mềm, đúng không ạ? Nó phải sửa cái phần mềm, nó nạp cái phần mềm khác để nhận cái tín hiệu điều khiển là kích hoạt đề ở mức cao mà thôi đấy. Thế nhưng mà phần cứng thì nó đã không thay đổi được đấy, phần cứng thì nó không thể thay đổi, mà nó muốn làm được cái chuyện ngược lại thế thì nó phải sử dụng một cái con điện trở đây đấy, nó phải dùng một con điện trở lắp ở bên ngoài là một bài sửa sai đấy, là nó cũng là một cái bài tình thế thôi đấy. Nhưng mà sửa sai này nó là sửa sai khéo đấy. Nếu bình thường ta không có tín hiệu đề thì cái chân điều khiển đây này, mức đề này ở mức cao đấy, có nghĩa là giống cây cũ đấy, ví dụ là giống cây cũ đấy, đời không có chân chống điện đấy, thế có nghĩa là giống cây cũ đấy. Vì trong ECM này nó có một cái con điện trở, mà ở trong cái ECM này nó có một cái con điện trở. Mình xin dừng lại tí nhé. Rồi mình quay lại với bắt đầu vừa rồi mình nói đến đâu rồi đấy. Thì là đấy, anh em thấy là gì? Đấy, ở trong cái con ECM đời nó sản xuất hàng loạt đấy, thì nó có một cái con điện trở lắp ở bên trong. Đấy thì nó không thể cậy ECM ra để làm thay đổi cái điện trở bên trong được, đúng không ạ? Thì nó đánh bài lắp một con điện trở bên ngoài này. Đấy, để kéo cái chân tín hiệu đề này xuống mát. Đấy, thì anh em nhìn trên mạch điện thì em biết rồi, đúng không ạ? Đấy, để khi mình ấn đề này thì điện áp nó dâng lên mức cao nhá. Nó làm cho tín hiệu đề này ngược lại so với con cũ, và ngược lại bằng cái lập trình ở bên trong ECM nhận hai cái tín hiệu là cao thấp và thấp cao. Đấy, ngược. Thì bên ngoài nó phải lắp cái con điện trở này, để bình thường khi ta mà không ấn đề thì tôi phải kéo bằng được cái điện trở, cái điện áp ở cái chân tín hiệu này này, đề này lúc nào cũng phải ở mức thấp chứ không ở mức cao như cũ nữa nhé. Vậy cái con điện trở này có tác dụng duy trì mức thấp ổn định cho tín hiệu đề khi mà ta không ấn nút đề nhé. Và chỉ khi ta ấn đề thì điện áp mới dâng lên mức cao và thôi nhé. Và khi ta không ấn đề thì lúc nào nó cũng bị cái con điện trở này, khi ta không ấn nút đề nhé, thì lúc nào nó cũng bị cái con điện trở lắp ngoài này kéo cái chân tín hiệu xuống thấp để ổn định. Vậy ta có thể kết luận là gì? Khi ta đề thì điện áp dâng lên 12V, nhưng khi ta không ấn đề thì chân tín hiệu đề phải là mức 0V. Nhưng vì dùng ECM của xe lít đời trước 2012 đấy, có không có chân chống điện nhưng có một loạt dơ le và cảm biến góc, nên cái phần cứng là nhà sản xuất không thể thay đổi được. Mà trong ECM này nó có con điện trở nó luôn kéo cái tín hiệu lên cái mức cao ở trong rồi, cho nên nó phải dùng cái con điện trở to ở bên ngoài này để nó dìm cái chân tín hiệu này xuống mát, để thắng được cái con điện trở bên trong ECM đấy, để khi mà ta không ấn nút đề thì cái chân tín hiệu này là 0V đấy, thế thôi. Có nghĩa là luôn duy trì mức 0V khi ta không ấn nút đề đấy. Vậy khi cái con điện trở này hỏng thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến xe đấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái trạng thay đề như thế nào đấy, thì có thể xảy ra nhá. Thì khi mà cái con điện trở này này mà nó hỏng thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thay đề, là cái trạng thay đề nó sẽ ở cái dạng thái bập bùng đấy, có thể là lúc được lúc không, có thể là đề được đấy, lúc mà tín hiệu số có nghĩa là lúc nó lại có nghĩa là cái chân tín hiệu ở trong ECM đấy nó đi ra đây này đấy, nó không được dìm xuống mát, cho nên ở cái dạng nó trạng thái nó ở bập bùng đấy, nó lại không phải là 0V đấy, mà cái tín hiệu số thì nó phải rành mạch ra nhé,
Đấy, cho nên có thể là dẫn đến lúc lè được, lúc không. Đấy, tín hiệu số nó phải phân biệt hai trạng thái riêng biệt. Có nghĩa là hoặc là cao, hoặc là thấp, đấy, hoặc là on, hoặc là off. Đấy, nó phải rành mạch hai cái trạng thái này ra. Đấy, nếu mà nó lập lờ trong hai cái trạng thái đấy thì có thể lúc ta đang để xe bình thường, chân chống cạnh mà gạt lên chẳng hạn. Đấy, mà khóa điện bật thì có thể nó lại đè. Đấy, hoặc là có lúc ta ấn đè thì nó lại không đè. Đấy, có thể là xảy ra cái hiện tượng như vậy nhá. Và cái điện trở lắp ngoài này có tác dụng rành mạch hai cái đó ra nhá. Đấy. Và cái tác dụng của cái điện trở này là nó là như thế nhá. Đấy, nó còn cái tính năng nữa, tất nhiên là nó sẽ phải nâng cao lên. Và cái trình độ của mình thì về ở một cái trình độ của một người thợ thì mình cũng chia sẻ với anh em đến đấy. Và như phân tích ở trên thì có thể thấy là gì, cái con điện trở này ấy là một cái giải pháp tình thế mà nhà chế tạo dùng lại ECM của những cái xe trước 2012 với đầy đủ rơ le cảm biến góc mà xe lít đời 2012 này đấy nó không dùng nữa. Đấy, và nó bị bớt đi nhiều thiết bị mà vẫn dùng được cái phần cứng của ECM cũ thì nó phải có một cái điện trở này. Đấy, mình xin chia sẻ đến đây để anh em nắm được. Đấy, anh em nhé. Đấy, cho nên là cũng có một cái video mình lên rồi nhưng mình nói cũng chính xác, chưa chính xác lắm về cái điện trở này. Nhưng hôm nay mình tiện có cái xe này thì mình cũng nói lại để anh em, những anh em chưa xem nắm được nhé. Đấy, thì cái con điện trở này là nó có ghi là 5 ohm 70, nó cũng mờ nhưng mà mình để mình xem nào. Nó là 5 ohm 70W anh em ạ. Đấy, 5 ohm 70W. Đấy, thì cái chân tín hiệu đè này, đấy thì anh em thấy là gì, cái tác dụng của con điện trở này là gì? Dìm cái chân này tín hiệu xuống mát khi ta không đè để nó thành 0V. Đấy, nó không ở cái trạng thái là lấp lửng nữa. Đấy, còn nếu anh em không tin anh em cứ thử đo vào đây xem. Đấy, nếu ta không đè mà ta rút cái con điện trở ra, anh em đo là nó sẽ có điện áp khoảng 0 mấy V đấy nhá. Đấy, và cái điện trở này thì nó đúng ra hình như là nó còn cái tính cái điện trở này này. Đấy, nó tính cái giá trị điện trở mà làm sao mà khi ta ấn nút đè thì cường độ dòng điện đi qua nút đè và đi qua điện trở ra mát nó không bị chập mạch và nó luôn có một cái tải ấy, nó tóm lại là nó giống như một cái tải giả đấy. Đấy, thì những cái đấy thì chắc nó xuyên sâu hơn thì mình cũng không được rõ lắm, thế nhưng mà mình cũng nắm cơ bản được là như thế. Vậy thì bây giờ mình cứ thử đo xem là nó khi mà ta không ấn nút đè thì có đúng như không, và khi ta cho điện trở vào thì nó như thế nào. Đấy, thì cái trạng thái tín hiệu số thì nó phải rành mạch giữa hai cái trạng thái đó ra. Đấy, khi ta không đè thì nó phải là 0V. Đấy, chứ nó không thể lấp lửng được. Đấy, anh em có thể tham khảo cái tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu analog nhé. Anh em vào Google anh em search đi. Đấy, đây là để mình bật tiền điện đây này. Đấy, bây giờ mình đo thí nghiệm cho anh em thấy nhá. Mình cho một chân vào up này. Đây, đồng hồ mình để đây để cho anh em xem này. Đây, có thể để đây anh em này không nhìn được đúng không ạ? Đấy, mình quay nó hơi khó. Có ai cô à? Cô à, cầm cho bố cái đồng hồ. Đây, cầm cái đồng hồ cho. Đấy, giữ nguyên nhá, giữ nguyên nhá. Đây, mình cho một chân vào mát này. Rồi mình đo cái chân đây. Đây chính là cái chân tín hiệu đè mà khi anh em ấn nút đè thì điện 12V sẽ đi ra đây. Đúng không ạ? Đấy, và chân xem anh em xem trên sơ đồ mình điện. Đây thì vậy thì anh em không ấn tín hiệu đè này. Anh em không ấn đè nhá. Mình đang bật điện. Không ấn đè thì nó là 0.1V. Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì khi mà ta không có điện trở để dìm cái chân tín hiệu này xuống mát thì nó sẽ lập lờ, nó dạng nó có điện mà tín hiệu kỹ thuật số thì anh em biết rồi, nó phải rành mạch hai cái trạng thái đó ra. Đấy, 0V. Đấy. Có nghĩa là có điện áp và không có điện áp chứ nó không thể lập lờ theo hai cái trạng thái này được, đúng không ạ? Vậy thì khi ta cắm cái điện trở này vào và mình đo thì sẽ là gì? Và 0V, đúng không ạ? Đấy, thì cái tác dụng của cái con điện trở là gì? Là dìm cái chân tín hiệu này xuống mát khi ta không ấn nút đè, thế thôi. Còn khi ta đè thì nó phải dâng lên 12V. Đấy. Vậy thì mình thử đè xem sao. Đấy, anh em thấy chưa? Mình tắt đi nhá. Đấy, và mình bật lên nào. Đấy, vậy thì gì? 0V. Đấy, khi ta lắp điện trở vào, đúng không ạ? Và khi ta bỏ điện trở ra thì nó sẽ là, đây mình bỏ ra đây nhé. Đây. Đấy, à, mình đo này.
đây, 0,1V. Đây. Đấy, vậy thì tác dụng của quang điện trở là như vậy nhá. Đấy thì cái video này mình cũng chia sẻ cái sự hiểu biết của mình với trình độ là một người thợ với anh em thế thôi. Thế còn trong quá trình mình chia sẻ đấy thì cái sự hiểu biết của mình nó cũng có hạn, có cái vấn đề gì sai sót thì mong anh em cũng thông cảm nhá. Thì một lần nữa cuối video thì cũng như những cái video trước đấy, anh em cần máy đọc lỗi Motocan 7, Motocan 8, Motocan CE thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Tất cả các máy thì mình đều có và sẽ gửi đến địa chỉ anh em cung cấp nếu anh em có nhu cầu nhé. Đây là số điện thoại của mình, vẫn là cái số điện thoại duy nhất thôi. Đấy, vì mình đã đại lý chính thức cho công ty rồi nên anh em cứ yên tâm nhé. Đấy. Còn đây là một kiện hàng Motocan 7 đấy. Sáng nay công ty mới gửi về cho mình đây. Đấy, mình cũng chưa kịp khui ra. Đấy, tối nay mình sẽ tiếp tục khui thôi. Chứ ban ngày mình cũng bận chữa xe, mình cũng rất là bận. Như anh em thôi, cũng đều phải ban ngày cũng đều miệt mài chữa xe cả. Đấy, mình làm trong quá trình làm video này vẫn có khách hàng đợi mình để mình quay xong rồi mình mới lại sửa tiếp. Đấy, thì mình cũng xin tạm dừng video đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.